Trên hai hôm nay xin trình bày phần điều khiển 32 modem 32 leader bằng bit 18F4550. Sau đây thì ta chọn các linh kiện 18F4550. Tương tự như vậy thì ta có các linh kiện con bit 18, đây là con bit 18F4550, đây là con IC chốt 74HC573. Đây là bốn con IC thanh ghi dịch 74595. Đây là sau đường dấu chân. Chân L là chân latch enable, là chân điều khiển hai dây chốt. Mức 1 thì cho phép thông dữ liệu từ ngõ vào đến ngõ ra. Mức 0 thì tín hiệu bị chặn ở ngõ chặn lại và các ngõ ra lưu lại dữ liệu trước khi hạ chốt. Chân O là chân output enable, là nối gen đi để luôn cho phép xuất dữ liệu ra. Đây là cách IC 74595. Chân này là chân sơ. Chân sơ thì được nối với chân RA2 là ngõ vào nhận dữ liệu nối tiếp. Đây là SHCB, đây là chân clock, là nối bóng chân clock này vào S, đây là SK nhận xung clock để đẩy dữ liệu thanh vào thanh ghi. Đây là nối vào chân RA0. Đây là chân RSTCB, đây là chân RCK. RCK này ta nói với chân Q5. RCK là dùng để dữ liệu, dùng nạp dữ liệu từ thanh ghi dịch bên trong sang thanh ghi lưu trữ, và nếu cho phép thì ta có thể xuất ra ngoài. Đây là chân OE, đây mất thóc là chân G. Chân G tín hiệu cho phép xuất ra ngoài, ta nói với chân Q5. Tương tự như vậy thì ta có các ngõ ra nối vào các trở và để hạn dòng và nối vào modem. Đây là modem 32 led đơn. Sau đây thì em xin trình bày code này dùng điều khiển 32 led tổng hợp, tắt nháy chớp 5 lần, sau đó là điều khiển chương trình điều khiển 32 led chạy từ phải sang trái, sau đó sáng dần từ phải sang trái và tắt dần từ phải sang trái, sau đó là chớp tắt tiếp 5 lần, sau đó sáng dần từ trái sang phải và tắt dần từ trái sang phải. Đây là dòng lệnh khai báo thư viện, là khai báo biến set up box AC chốt, đây là set up box AC. Ta vẫn có vòng for từ G bằng 0, G nhỏ bằng 5, nhỏ hơn 5, G cộng cộng là xuất 32 led đơn 4 bay. Đây là tôi lệnh để dùng để xuất 4 bay 0 delay, sau đó ta delay 100 milli giây xuất 32 led. Tiếp theo là câu lệnh xuất 32 led đơn 4 bay 0 FF, có nghĩa là cho 4 bay đó sáng, tức là 4 bay nó đều sáng, sau đó delay 100 milli giây. Tiếp theo ta vòng lọc từ chạy 32 led từ trái sang phải, từ phải sang trái xuất 32 led một W quật, có nghĩa là ta xuất 32 led mà cùng một lúc, sau đó delay 100 milli giây. Lúc này y bằng 0, có nghĩa là 32 led đều tắt và ta dịch sang trái là một led và cộng 1, có nghĩa là cho led đó dịch sang trái một led sáng. Tương tự như vậy thì ta sẽ, để cho đến khi là tất cả đều sáng thì ta sẽ xuất 32 led tất cả đều sáng, delay 100 milli giây, lúc đó ta sẽ dịch sang phải một led tắt một led và led đó led tắt, và tương tự cho đến 32 led. Đây là tương tự cho đến hết chương trình view sinh học chương trình. Tắt
tiếp tục cháy 5 lần, phải sang cháy 2 lần. Chương trình đã thành công. Cảm ơn thầy, lắng nghe.